Let's press the button. What letter is that one? R. Does it sound like a pirate? R. I, Daddy. Không phải I. No, it's not I. R. 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 No, baby, TikTok with her tongue. R. R. I say personally. R. JD. Cái lưỡi của con nó phải đụng tới cái nóc của cái họng của con nó mới đúng, phải cầm đúng chữ đó. Con nói đi. R. R. Học đi, học đi. Keep studying, JD. Học tiếp đi con. R, Daddy, R. Okay. Go back over there. You can't. I want you to sit down and pay attention, not jump around, okay? Yeah. If you want Daddy to play with you. If you want me to play with you, you gotta pay. Okay. What letter is this one? Chữ gì? A. No, that is A. What letter is this one? A. What letter is this one? Let's press the button. E. Look at how it looks like. What does an E look like? What does an R look like? E for? U. What's an R look like? You have to press R. R, where's she? R, where's R? Where is R? We just learned R. You weren't paying attention? Are you gonna study yourself? Yeah, con đọc lên trời. Can you say it? Repeat after it. JD. Okay. JD, con phải đọc cái chữ đó, cái máy này nó nói là con phải nói theo. Con nói R đi. Đúng rồi, con nói nè. Không, mẹ muốn đọc cái này. Thôi, mẹ không muốn chơi cái này đâu. No. Thôi, hay mẹ với ba không chơi chay nữa. Daddy, we're not gonna play. Rồi, bây giờ con học đàng hoàng không? Rồi, mẹ ngồi dậy với mẹ. Ngồi dậy mẹ học rồi mẹ đọc sách cho con coi. Ngồi dậy đi rồi mẹ đọc sách cho con kia. Cái đít này là quýnh đã lắm nè. Cái đít này nè. Cái đít này nè. Đít nào? Đưa đây, quýnh cho con cái nè. Ôi trời. Thôi, không có file nữa. Bây giờ là học chứ không có file. Ăn là đồ chơi không, không chỉ học hành gì hết. Ngồi xuống. No, don't fight together. Không có file together. No, I want to fight together. I want to study first. No. Học trước đi rồi chơi. Okay, rồi. Rồi, bây giờ nè, con đếm, con coi chị. I got work for class. I got work. Con đang làm việc á hả? Yeah. Con đang làm việc trên cái máy tính á hả? Rồi, ở đây đánh máy tính đó cô chú. Oh, J. J đâu? Letter J đâu? Chữ J là chữ nào đâu? No. Oh, con đang làm á hả? Yeah. Con làm nghề gì vậy? Con làm nghề gì? Con làm nghề gì con? Mommy, this work one. Nhưng mà con làm nghề gì á? Con làm nghề gì con? Chay nó làm nghề ăn ở không? Phải không? Phải làm nghề ăn ở không không? Rồi con đọc chữ cho cô chú nghe nè chay. Cô chú con chay nó biết đọc chữ nha cô chú nha. Bây giờ chay sẽ đọc cho cô chú nghe chữ nè. Thôi, nghỉ không chơi nữa. Thôi không chơi với chay nữa. Bye bye nha. Tự nằm đó chơi đi. Không. Thôi đi. Nói chuyện với mẹ nhỏ nhẹ đàng hoàng. Nói nhỏ nhẹ sao? Mẹ ơi, I gotta work. No, mẹ cần con về học chứ mẹ đâu có cần con làm. Cái tuổi này là mẹ cần con học chứ mẹ không có cần con làm bất cứ gì hết á. Con cứ ngồi im đó con học, cả thế giới để mẹ lo. Nha. Yeah. Nha, yeah, ok. No. Sao no? Đó, nói chuyện với mẹ nhỏ nhẹ làm sao? Nói chuyện với mẹ làm sao? Con xin lỗi mẹ chưa? Đàng hoàng, khoanh tay lại. Không có được nói chuyện với mẹ là không có được nói chuyện với mẹ lớn tiếng hay chưa? Như vậy là coi như vậy là biết lỗi là gì không? Là hổn, là không có tôn trọng mẹ nghe chưa? Nghe không con? Cô chú không có thích một đứa con nít hổn nghe chưa? Mình phải nói chuyện với mẹ mình đàng hoàng nghe chưa? Bị quýnh nè, nói hổn là bị quýnh. Hổn là bị quýnh nè. Ok, rồi cầm chữ này chữ gì? E. Chữ gì? C.
C, đúng rồi. Chữ này chữ gì? Chữ này chữ gì? Don't press it. Chữ đó chữ gì? Chữ gì? F. Đúng rồi. Chị ơi, cái gì con? Đúng, quay, quay đi. Con muốn chơi đánh lộn hả? Dạ. Con hồi nãy giờ mẹ nói là con học rồi, mẹ mới cho con chơi, mà nãy giờ con đâu có học được chữ nào đâu. Bây giờ con đọc một lần qua 24 chữ cái rồi mẹ với con chơi quýnh lộn bằng gói, ok? Rồi lên đây, leo lên đây. Con mệt hả? Trời ơi, trời trời không. Ủa, rồi mệt rồi sao đánh lộn? Ủa, đánh lộn là phải dùng sức, mà dùng sức là mệt rồi sao đánh lộn? Rồi nó xạo dễ sợ không? Kêu nó học. Kêu nó học nó mệt, còn bây giờ đánh lộn là nó không có mệt được rồi. Hả? Con muốn đánh lộn. Con muốn đánh lộn hả? Dạ. Mẹ mệt quá, mẹ không đánh lộn đâu. Không, con muốn đánh lộn. Không, mẹ muốn học thôi chứ mẹ không muốn đánh lộn. Không, mẹ nói. Không, không, mẹ không có đánh. Tại vì mẹ nói con á, là con phải hả học xong rồi mẹ mới đánh lộn với con. Dạ. Con không học là mẹ không đánh lộn. Nghỉ chơi, không có chơi, không có chơi đánh lộn. Ai mà con người mà bây giờ bị quýnh rồi nè. Bị quýnh nữa nè. Ai đời mặc cái nó kêu nó học nó kêu nó học nó mệt thì nó đòi đánh lộn được không? Kêu nó học nó đòi nó mệt. Hư nè. Ê, hồi nãy qua nhà bà đi đâu là chơi vui không? Dạ vui. Hư nè. Dạ vui. Hư nè. Dạ vui. Thôi mẹ học. Mẹ hơi chơi không mặc thôi, mẹ học. Mẹ thích học. Mẹ không có rảnh. Mẹ không có rảnh cái thời gian chơi. Giờ mẹ ngồi mẹ học ABC. A, B, C. It's for girls, mom. Cái gì? It's for girls. Ủa vậy mẹ là gì? Cái này là dành cho con gái hả? Dạ. Ủa vậy mẹ là con gì? Mẹ con gái. Mẹ con gái? Ừ, thì cái này của mẹ luôn. No. Đó, 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 đàng hoàng. Lên lên đây nói chuyện với mẹ đàng hoàng. Nói với mẹ chuyện mày đàng hoàng. This is thì sao? Thôi mẹ học ABC. A, B, C. Mẹ học để sau này mẹ học để mẹ thông minh, để mẹ giỏi. Chứ mẹ không có ham chơi. Ủa mất tiêu rồi. Mẹ ham chơi là sau này là mẹ không có được tốt. Nên là mẹ phải học cho thiệt giỏi. Con có muốn học cho thiệt giỏi không? Con muốn sau này con mua cho mẹ cái đồng hồ không? Con nhớ là con hứa là sau này con sẽ mua cho mẹ cái đồng hồ không? Con nhớ bữa mình vô tiệm đồng hồ con nói là con sẽ mua cho mẹ cái đồng hồ không? Dạ. Vậy con phải học cho thiệt giỏi. Ok. Phải học giỏi mới mua cho mẹ đồng hồ được. Okay, you can have your bag. You can have A, B, C. Rồi, rồi. Giờ mẹ học nè. A, B, C, D, E, F. Ủa, đã mất tiêu rồi. Trời ơi, đây nè, cái bảng này, đây mẹ coi cái này cái gì vậy? Chơi à, mình không có thể nào suốt ngày mà mình chơi 24/24 như vậy được con, mình phải dành ra nửa tiếng đồng hồ mình học. Con hơn 3 tuổi rồi, bây giờ con phải học cho mẹ. Coi bút này là bút gì đây? À, 1, 2, 3. Con chơi này nó kỳ ghê á, chắc phải, đây nè, bây giờ mà không học là úp mặt vô tường nè. Bây giờ học không? Mẹ nãy giờ mẹ nói chuyện nhỏ nhẹ đàng hoàng rồi nha. Mày giải thích giải lý hết rồi nha. Bây giờ có học hay không? Đưa cho mẹ cái cuốn ABC. Đưa lên đây. Đưa cho mẹ cuốn ABC. Con phải đọc hết 24 chữ cái cho mẹ. Đưa cho mẹ cuốn ABC. Mẹ giải thích hết từ hồi nãy tới giờ nha. Mẹ nói chuyện ngọt ngào đàng hoàng với con nha. Con phải học xong rồi mẹ với con chơi 5-10 chơi hai thằng xích, hai mẹ con mình chơi với nhau tới khuya tới tối. Đúng rồi, rồi mẹ em gửi. Đúng rồi. Nói tiếng Việt. À, con mẹ trốn, con không có kiếm được mẹ phải không? Nhưng mà là phải học rồi mẹ mới chơi. Rồi bây giờ học nè, ngồi học đàng hoàng cho mẹ nè. Quay vô đây, bước vô, xích vô đây. Rồi quay lại cái bảng chữ cái, quay lại bảng chữ cái ABC. Rồi. Đọc theo. A B C D E F G
they start taking the melody red or blue. Con giỡn mặt với mẹ phải không chay? Con đọc từ từ chậm rãi. Bây giờ mẹ hỏi con nè, chữ này chữ gì nè? Bây giờ mẹ đưa cho con chữ. Giỡn mặt không chay? Chay ơi. Dạ chay. Tại sao nãy giờ con giỡn mặt với mẹ? Khoanh tay lại. Trời ơi, con muốn giỡn mặt với mẹ hả? À, trời ơi. Nhưng mà mẹ nói nghe nè. Cái giờ nào chơi ra chơi. Cái giờ nào mẹ muốn con học là con phải học, nghe chưa? Vừa học vừa chơi, nghe chưa? Không giỡn mặt, nghe chưa? Giỡn mặt là bị úp mặt vô tường, nghe chưa? Có nghe lời mẹ không? Nói chuyện với mẹ phải nhỏ nhẹ. Rồi gì nữa? Không được lớn tiếng với mẹ. Mẹ nói là phải nghe, nghe chưa? Dạ mẹ ơi. Nói một tiếng thôi. Dạ mẹ ơi. Rồi. Mẹ kêu học cái nào là học cái đó, nghe chưa? Dạ mẹ ơi. Rồi. Cái gì vậy? À trời trời. Con chọt lét mẹ hả? Con làm cho mẹ mắc cười á hả? Không nha, không giỡn mặt. Con này nó giỡn ngươi dữ lắm nè. Không nha chay. Bây giờ học nghe chưa? Ủa bây giờ giỡn mặt lại rồi hả? Trời ơi, con này nó giỡn mặt. Chay, mày giỡn mặt với con hả chay? Không cười, không có cười, không có vui. Daddy. Mẹ nói ba nè. She doesn't wanna study. Si, chết rồi, ba vô. Chết rồi. Rồi, ngồi ra đàng hoàng, học đàng hoàng. Ok. She has to. But what I'm saying is she's still a young, beautiful little girl. I know. I just want her to read once a day. Uh-huh. Khi mà lý do này nè, đây nè, mẹ nói cho con nghe nè. Con có biết lý do tại sao mẹ mua cái này cho con không? Lý do tại sao mẹ mua cái này? Tại sao mẹ mua cái này? Tại vì sao? Tại vì mẹ muốn con học. Nha. Thì khi mà con bấm vô cái nút này, người ta nói cái chữ gì con phải nói cái chữ đó. Ok. Cái miệng đâu? Dạ gì? Rồi bây giờ con bấm vô chữ nào? Đọc lên. Đọc lên. Chậm thôi, chậm thôi. Đọc hết một lần nguyên bản chữ cái rồi mẹ chơi với con. Đọc. Louder. Đúng rồi. R for cats. No no, R for rainbow. Rainbow. S. No no no. Nghe nè. Không phải, không phải, con nghe nè, con nghe nè, nghe nè, nghe nè. S. S. Còn cái chữ này khác nè. F. F. Còn chữ này là S. Rồi chữ này chữ gì? Chữ gì? T for tree. U. 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 For cat. Umbrella. Umbrella. U. U. Okay. One. V. V. V for volcano. V. V. Okay. W. W. W for water. God bless you. W. Còn chữ này chữ gì nè? Chữ này con biết nè. X. Đúng rồi. Y. X. Y. Y. Y for. Y for. Louder. Yo yo. Z. Z for. Z for. Can you say Z? Yellow.
for zebra. Zebra. Đúng rồi. Rồi bây giờ số nè, bây giờ tới số nè. Số này số mấy? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Màu này màu gì? Màu gì? Con biết mấy cái đó rồi phải không? Yeah. Rồi bây giờ chữ này chữ gì? A B C D F. Chữ gì? C. Đọc lại. A B C D E F G. Chữ gì? E. F T. No. H. H. Rồi gì chữ gì nữa? I. K. Chữ này tên con nè, tên gì? Chữ gì? Chữ này tên của con nè, chữ gì? J. J, đúng rồi. Chữ này chữ gì? J H I J K. E F G H I K. Chữ J đâu? Chữ J đâu? Chỉ mẹ chữ J coi. J đâu? J. Đúng rồi, chữ K đâu? K is F. No. K. Rồi, cái chữ N for noodle đâu? N. N for noodle. N đâu? A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, K, L, M, N, P. Chữ N đâu? Chữ N đâu? Chữ N for noodle đâu? N for noodle is right here. Cái con làm biếng. Bây giờ, cái gì á? Mommy. Wow. Cho con á, ai mua con á? Ai đâu phải, bà không có mua, ai mua? Cái này là hình như là cô chú nào mua cho Chay nè. Chị. Chay gì? Cái gì? Cái Chay gì? Chay đi, can you look at me? Can you say thank you? Wow, we're gonna hang it somewhere. No, it's just rồi, bây giờ con ngồi xuống con học ABC đi. Lại đây mẹ chỉ cho, ngồi lại gần mẹ đây, tới đây. No, mom, I want to open the books and both of them. Oh, wow, that vegetable. Mommy, I can open it. Con đây nè. Can you open it, mom? Nè, mẹ mở một con. Ngồi xuống. Đó rồi. Cái gì la ống sầm ấy. Đó. Cái gì á, có gì á? It's more in here. Ooh, wow. What about this one? Look at this one. Take it off, mommy. Oh, here's this. Có cái này là cái gì ta? The vegetable. Gì con? Mom, what should you do with this? Yeah. You just learn with this. Can you say A? No. As an apple. No, I want to use kids. No, there's no music. Không có nhạc. Chạy đi. Đâu có nhạc đâu. Này đâu phải cái bản nhạc đâu con. Không, đâu có nhạc giống gì đâu, thấy không? Hình như mà có. Nhưng mà phải mở, chờ ba về mở cái này ra mới có nhạc. Cái này không có nhạc, tự nhiên đứng nhảy tưng 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 à. Này là chỉ là bản là ABC thôi. Yeah, con đừng có cho Lucky ăn nhiều quá. Lucky ăn cheese không có tốt cho Lucky đó con. You gotta break it off smaller, JD, so Lucky can eat it. It's too big. Perfect. Okay, then go wash your hand. Go wash your hand. There you go. Now he'll eat it. And that's all gonna be for Lucky. You can eat it, okay? Còn cái chừng nào con ăn, mày lấy cho con cây khác nha. Nhỏ nhỏ thôi. Break that one in half, JD. Chừng nào con ăn rồi con nói mẹ lấy cho con cây khác nha. Yeah, tell him it's too much. Chay, con lụm cái muỗng con ăn, mày lên coi Chay. Cái muỗng con ăn kìa. Rồi, đút vô cho Lucky à.
Thank you, Jade, for picking up your spoon. Uh-huh. Cảm ơn con. Can you pick this up? Lucky là con mèo chứ đâu phải con chó đâu mà con thả cho Lucky lại 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 lấy. Trời 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 trời. No. Lucky is not a dog. Lucky is not a dog, JD. Don't be rude to Lucky. JD, did you just put it in your mouth? You cannot. I just put on. No, no. Whatever Lucky eat already, you can't eat it. Yeah, you gotta be careful, JD. Jay, con làm gì con để từng cục vào tùm lum đi Jay. Con đã cho Lucky ăn rồi là con không bao giờ được bỏ vô miệng của con ăn nghe chưa? Dạ mẹ ơi. Đúng rồi, thôi nó đây. Để cho Lucky đó. Ok, Daddy gonna take you to go brush your teeth and wash your hand. You ready to go brush your teeth? Ba dẫn con đi đánh răng với lại rửa tay.